Alo, xin chào các tình yêu của CC. Con muốn gì? Con muốn gì đây chị nào? Nè, em nè, em to như vậy nè, em là baby mà em to vậy đó. Em này là bị người ta gạt, lúc mua nhỏ xíu như vậy nè, bỏ trong cái tô. Người ta nói rằng là cái loại chó này nó chỉ có nhỏ như vậy thôi ở trong cái tô. Đây là người Việt Nam bán đó các bạn, lừa. Không có tốt. Nuôi em có mấy tháng là em to, thật là to rồi. Bây giờ gọi điện thoại nói, mới đầu còn nói qua nói lại, sau trốn luôn. Không tốt các bạn. Lừa. Mua con đó cả ngàn đô đó các bạn. Bị lừa. Không tốt các bạn ơi. Nè, em này nè, cưng quá nè. Em này mua có 700 đô à, mới mua mấy bữa à đó. Cưng quá yêu thiệt là yêu em. Bây giờ em không cho mẹ làm việc nè. Em không cho mẹ làm việc đúng không? Đi chơi đi con. Đi chơi nha. Đi chơi đi. Đi chơi cho mẹ làm việc chút nha. 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 Cục cưng, cục cưng. Dễ thương hả? Đây là những cái ở trên nhà con Sisi có. Sisi cưng cái bóp này lắm. Sisi nhớ là Sisi có. Ở nhà Sisi tìm hoài à. Không ra rốt cuộc nằm ở trên này. Đây là hiệu Anne Klein. Rẻ tiền lắm các bạn. Có 75 đô à. Bằng da. Đây là cái loại giỏ mà Sisi xài nhiều nhất. Lý do xài nhiều là nó đựng được cái gimbal. Cái gimbal đang để đây rồi. Đựng được mấy cái phone. Đựng được chống nắng, son, nước hoa, cái bóp của mình đựng được rất nhiều thứ. Và cái quan trọng là sợi dây này nè, mua đắt tiền lắm các bạn. 25 đô sợi dây này. Trong khi cái bóp có bảy mấy đô à. Dây này tháo rời được nữa. CC ít có đeo dây lắm, ngoại trừ đi du lịch, mặc quần thụng, mặc quần jean, mặc đầm jean, CC mới đeo cái dây này, còn CC chỉ xách cái giỏ này không à. Các bạn để ý hình CC đăng á. CC xài loại giỏ này nhiều lắm. Hiệu nào cũng xài. Nó nhỏ như vậy là nó đúng với lại cái size cho mình để được nhiều thứ đồ như vậy đó. Cho nên là đây là cái size chuẩn nhất mà đẹp nhất. Mình xách gọn nhất. Nhỏ nhỏ con như CC là xách đúng luôn đó nha các bạn. Chính xác luôn đó. Đẹp lắm các bạn ơi. Đây là hiệu Anne Klein. Màu hồng. Đẹp xuất sắc luôn. Trước khi CC xài, chị em nào muốn mua thì mua ha. Đây, các chị em đeo. Cái này nó ở đằng trước nè. Có thêm được cái này nữa. Cái này không mua cũng mấy chục đô đó. 30, 29 đồng 99. Để thẻ, để tiền, để Bluetooth. Tháo rời ra được. Thì các bạn tháo ra, các bạn móc vào cái quần jean đó. Là kiểu mới của năm nay đó. Nè. Rất là đẹp luôn ha. Trên cả tuyệt vời cái bóp này. Rẻ tiền nữa. 50% off lận mà. Đẹp lắm các bạn ơi. Mê luôn đó. Cưng lắm. Trước khi CC xài, chị em nào muốn mua thì mua ha. CC nhiều lắm luôn đó. Và tiếp theo. Cái này là các chị em mê luôn nè. Cái này bằng da, tất cả là nói chung bằng da hết. CC nói mềm, thật là mềm luôn. Đây là hiệu DKNY. Mà cái dạng bóp đầm này là rất đẹp luôn. Đây là màu trắng kem. Bên này có một ngăn. Ở trong này thì rất là rộng ha. Bên này có một ngăn có dây kéo, một ngăn bình thường. Bằng da đó, mềm như vậy luôn. Cái đáy rất to cho nên để được nhiều đồ ha. Một gang, cái này cũng lên gần một gang cc. Đây là hiệu DKNY. 148 đô, 50% off ha. Bóp này là không có tháo ngoài ra được. Thật là đẹp. Sang lắm các bạn. Bóp này phải nói là sang chứ không có nói là đẹp. Thật là tuyệt vời cái bóp này ha.
Này là đúng là bóp luôn chứ không phải là giỏ gì ha, đúng là bóp, thật là đẹp ha, tuyệt vời. Đây nha, và tiếp theo đây cũng là hiệu DKNY. Cái màu này với cái bóp trước giống nhau nhưng kiểu khác nhau, cũng là bóp đầm ha. Đây, sang mà đẹp lắm. Ở bên ngoài có thêm một ngăn, tất cả bằng da thật ha, thật đẹp các bạn, sáng lắm. Đây, các bạn có thể đeo như vậy, hoặc là các bạn có thể đeo cái dây này, bóp này dây này tháo được ha. Màu rất sang, kiểu rất đẹp, hiệu DKNY, về bóp về giỏ hơi khó mua, tại người ta mua hết trơn, không còn tới on sale ha. Cái này ở trên những khu lớn mới có, dưới CC hết rồi. 178 đô cái bóp này. Bóp này là cực kỳ sang, từ cái màu cho tới cái kiểu, nhìn nó thanh lắm. Đeo cái bóp thấy giá trị rồi các, sang thật là sang luôn. Đẹp quá, xuất sắc luôn đó. Cao đầm này là cách đây một vài ngày CC review với các bạn đó. Có hai cái, một cái size 2, một cái size 10. Size 10 bán rồi, còn cái size 2 CC mặc nè. Mê lắm, thích lắm luôn các bạn ơi. Có nhiều bạn nhắn nữa lắm, nhưng mà để CC coi cho còn không? Còn CC cho biết ha. Và đây, cái màu này với hai cái bóp DKNY màu hơi giống nhau, nhưng bóp này là của Ý. Các bạn thấy lâu đời rồi ha, CC đâu có mua được bóp Ý đâu. Nhưng mà ở nhà còn, nhưng mà muốn để dành chưa có review. Nhưng mà trên con CC mua được một cái nè, bóp của Ý, sản xuất tại Ý luôn ha, họ nhập qua Mỹ để bán. Bằng da nha, nè, mềm tới như vậy luôn đó. Đó, nè. Thật là thích lắm, thoải mái lắm ha. Bóp này thì quá sang rồi. Đây, có dây kéo, có dây đeo ha. Ở trong này có một ngăn nữa, và bên này có hai ngăn nữa, coi như là bốn ngăn, chỉ có bốn ngăn thôi. Và đây, bóp này thì hơi to nha, cho nên chị em nào to to con một chút thì các bạn đeo sẽ rất đẹp, còn nhỏ con như CC thì không ha. Đây, nhưng mà bạn thích thì bạn cứ mua, nhìn cái sợi dây thôi là giá trị rồi đó các bạn. Thật là đẹp luôn, mê luôn. CC mê là mê cái màu á, màu quá tuyệt vời luôn, sang trọng vô cùng luôn. Gì vậy con, không ăn hiếp anh nhỏ xíu á, mà toàn là đi ăn hiếp anh kìa. Nope, ba đứa nằm đây chờ CC đó các bạn, cưng ghê luôn á. Thật là đẹp ha, của Ý, sản xuất tại Ý, nhập qua Mỹ bán nha. Bạn nào to con nha, to con chút hãy mua. Và cái này thì nhà CC cũng có nè. Cái này thì rất là tiện lợi, dễ thương cho chúng ta đi du lịch. Cái phone thì cầm trên tay rồi đúng không? Để chúng ta có gặp gì đó chúng ta cầm quay liền. Còn thẻ với tiền như đây là đủ rồi. CC đi shopping cũng chỉ có cái bóp như vậy thôi à. Sách chi nhiều cho nó mệt các bạn. Nè, để được cả 20 cái thẻ luôn á. CC đang xài nhà kìa. CC có đủ màu luôn á. Nè. Cái này là các bạn cần mua đó. Ở Việt Nam bỏ vô trong cốp xe cũng được, đi shopping đeo một cái nhỏ như vậy thôi nè. Vậy là đi đủ rồi. Tay mình cầm cái phone. Rồi nhiêu đây chứ để nhiều tiền lắm á nha. Nhiều tiền nhiều thẻ lắm đó, tuyệt vời đúng không ạ? Mê luôn đó các bạn, xuất sắc luôn đó. Hiệu đi kèm ngoài 78 đô, 50% off.
Dễ thương ha. Rồi, video này có nhiêu đó thôi. Ở nhà CC thì có nhiều giỏ hơn, nhưng mà trên này có nhiêu đây, review nhiêu đây nha. Rồi, hết rồi. CC xin được tạm ngừng video ở đây nha. Số phone của CC là 706 987 9063. Số phone An San Việt Nam 098 257 1934. Các bạn nhớ nha, từ hôm lễ Mother's Day cho tới ngày hôm nay và những ngày sau nữa, tổng cộng là 2 tuần, các chị em cứ mua một món hàng là cho CC một cái số để chúng ta sẽ bốc thăm. Một con số bốc thăm trúng là 50 đô tiền mặt. Các chị em dùng số tiền đó mua lại đồ của CC ha. Các bạn nước ngoài, các bạn Việt Nam, các bạn ở Mỹ đều như vậy. Những video nào mà CC đăng lên thì các bạn mua trong video đó thì mới chọn được số. Còn các bạn mua những cái mà CC không có đăng ở trong video thì không chọn được số nha. CC xin cả nhà tặng cho CC một nút like và những lời bình luận nha. Bye bye. I love you.